Quốc Hải xin kính chào quý vị các bạn. Ở trong video này, Đỗ Quốc Hải sẽ giới thiệu tới quý vị các bạn cũng như là chỉ cho quý vị các bạn một cách vệ sinh đồ khảm, đồ gỗ khảm ốc ở tại nhà một cách dễ nhất và đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được. Đó. Trước tiên quý vị có thể chuẩn bị cho Đỗ Quốc Hải là một chiếc chổi hoặc một miếng rẻ lau sạch để vệ sinh sản phẩm của quý vị muốn đánh bóng lại. Đó. Và thứ hai là một nọ xì xịt xe hơi, lau chùi xe hơi Mark One. Đó. Một cái lọ này thì quý vị có thể mua ở ngoài quán tạp hóa, rất là dễ dàng, ai cũng có thể mua được. Đó. Và nó rất là rẻ, nó vào đâu đó khoảng 6-70 nghìn một chai này thôi ạ. Đó. Cách làm như sau. Quý vị hãy lấy một chiếc chổi sạch, một chiếc chổi lông sạch như này. Quý vị nhớ là lưu ý là phải chổi lông mềm như này quý vị nhé, để cho đỡ xước sản phẩm. Đó. Và quý vị có thể là vệ sinh thật sạch những cái bụi bẩn trước khi mình đánh bóng bằng xịt. Đó, vệ sinh thật sạch. Hoặc nếu quý vị không có chổi thì quý vị có thể lấy một cái rẻ lau sạch. Đó, trước khi mình lau xịt là sẽ vệ sinh thật sạch là qua cái chổi này. Đó. Khi đã sạch rồi thì đến tiếp tục là bắt đầu là ta xì đây là chai xì dạng xịt. Thì khi quý vị xịt lưu ý để cách xa khoảng 20 cm quý vị nhé, đừng để sát gần là xịt cái lượng xì vào nhiều nó sẽ bị làm ố mất cái nền gỗ của mình. Đó, quý vị có thể để khoảng 2 cm và xịt đều cho đồ gỗ hạt nhé, lưu ý là xịt đều. Đó, đều tay, đưa một lớp thật mỏng lên trên chốc. Đó. Đó, như vậy đã xong. Thì ở trong hộp xì bao giờ cũng sẽ có một cái lớp bọt biển như thế này quý vị ạ, lớp bọt biển mềm như thế này. Đó. Quý vị có thể lấy và lau thật kỹ. Đây là dạng xì thì quý vị có thể lau thật nhiều, càng lau nhiều thì cái đồ gỗ khảm ốc của mình nó sẽ càng bóng càng đẹp quý vị ạ, và vệ sinh thật kỹ. Đó. Đây là một cách lau chùi đồ gỗ, đồ khảm đơn giản nhất mà quý vị có thể làm tại nhà. Nếu quý vị không có xì nước như thế này thì quý vị cũng có thể lấy xì khô và quét vào, lấy cái chổi lông quét vào và cũng lau cho thật bóng như thế này quý vị. Đó, đây là một cách vệ sinh đồ khảm và đồ ốc, đồ gỗ khảm ốc rất là đơn giản mà lại hiệu quả quý vị, chi phí rất thấp và ai cũng có thể làm được, cũng không cần phải là phải mang đến thợ spa hay đánh bóng lại, mà quý vị có thể làm trực tiếp tại nhà. Đó. Càng lau thật kỹ, lau thật kỹ cho càng lau thì cái mặt gỗ nó sẽ càng bóng càng đẹp quý vị. Đó là dạng xì nên càng lau thật kỹ càng bóng càng đẹp. Đó. Đó, như vậy là đã xong. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy. Đó. Một tấm chai. Một bên cơ sở đã lau xì xong. Đỗ Quốc Hải sẽ quay lại gần để quý vị các bạn cùng thấy. Đó, nó sẽ bóng mới như thế này quý vị ạ. Đó. Đó, quý vị đang nhìn thấy. Rất là bóng và mới. Đó. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích và hay thì xin nhấn vào nút đăng ký kênh trên YouTube, đó là Đỗ Quốc Hải, để hoặc có thể là bình luận để bên cơ sở sẽ làm những video khác hữu ích hơn và để giúp quý vị các bạn có những kiến thức trang bị cho mình trong những cái lĩnh vực là chơi đồ khảm, đồ gỗ. Đó. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để mỗi khi bên cơ sở đăng tải lên thì quý vị và các bạn là người đầu tiên nhận được những cái video hình ảnh mới nhất. Sau đây Đỗ Quốc Hải cũng xin khép lại video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các clip sau. Xin chào.